đi mua thuốc, than thở đây, than thở. Tôi không còn nào cả, mà có lúc nào thì ông lấy hết cho tôi gì nữa. Cái gì? Cái nhà này, mà không có tiền, còn ai có tiền ở đây nữa. Không cần biết. Nhá, bà xoay thì tìm xoay. Tí nữa thì bà không có tiền của tôi. Với lại cả lớp chỉ có bốn cái em trên một thôi à. Chị không hiểu em ạ, chị thương em quá. Bố mình thì suốt ngày như thế, chắc là chị phải nghỉ học thôi. Mày không còn coi bố mày là gì nữa hả? Tao đẻ mày ra mà mày... Ôi, ông ngồi xuống trước đi. Ơ,
ngoài kia mọi người cũng xì xào lắm rồi bác ạ. Với lại lần này bác có 5 lá phiếu phát giác đấy bác ạ. Lúc đấy bác hãy nghe bọn cháu, bác hãy đi cai nghiện đi ạ. Bác phải thương gia đình, thương bác gái và hai con nữa. Thì bác đi cai nghiện kiểu có một bác ạ. Nói anh chị nhé, chị là cái thá thì mà chị khuyên bảo tôi nghiện chứ bố các anh chị nghiện ạ. Bác ba tuổi anh đòi lên mặt đợi đời tao. Sao bác lại nói như vậy? Bác phải thương vợ thương con bác chứ. Nga, mình hãy nghe các cháu đi, mình hãy đi cai nghiện đi. Ở nhà em và các con luôn mong mình trở về. Bố hãy đi cai nghiện đi bố. Đúng đấy bác ạ, bác hãy đi cai nghiện đi. Hiện nay nhà nước ta đang hỗ trợ đưa người nghiện đi cai nghiện. Và ở Huyện Châu mình hiện nay đã có hỗ trợ điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone đang được áp dụng rất là hiệu quả đấy bác ạ. Bác chỉ cần đến trung tâm y tế của huyện mình để đăng ký, ở đó sẽ có đội ngũ y bác sĩ ở đây hỗ trợ bác ạ. Thế nhưng mà ông còn những nghĩ gì nữa? Đúng đấy bác ạ, bác hãy đi cai đi bác. Để tôi suy nghĩ đã. Bố hãy thương mẹ, thương chúng con. Là bố đi cai nghiện đi bố, nghe lời anh chị đi bố. Đấy bố xem, không chỉ vì bố nghiện mà nhà mình có còn gì nữa đâu. Nhà nước đã tưởng thì bố chưa có sai lầm bố ạ. Được rồi. Thế tôi sẽ đi cai. Thế chứ bố. Mình à, tôi biết lỗi rồi. Cũng chỉ vì phút lực lỡ của tôi mà nhà mình ra cái lỗi này. Tôi xin lỗi mình, bố xin lỗi các con. Bác ạ, à, bác hãy yên tâm đi cai nghiện đi ạ. Gia đình, bạn bè và cả cộng đồng bọn cháu sẽ luôn ủng hộ bác. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, đúng không mọi người? Đúng đấy ạ. Vâng, cảm ơn các cháu, bác sẽ đi cai. Không có gì đâu bác ạ, đấy là trách nhiệm của chúng cháu. Còn chúng cháu xin phép về trước. Còn đủ tiền cai nghiện của bác, chúng cháu sẽ hoàn thành tất sớm để bác đi cai nghiện ạ. À, mà nhân tiện đây, cháu xin hỏi ý kiến hai bác là bọn cháu muốn chủ em Hương tham gia cùng đội tuyên truyền trong dịp nghỉ hè được không hai bác ạ? Được thế thì tốt quá kia con, cảm ơn anh chị con. Em cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn các cháu, vất vả cho các cháu quá. Cảm ơn anh chị ạ. Bọn cháu xin phép, bọn cháu đi về ạ. Vâng, bọn cháu xin phép ạ. Cháu lại nhà. Cháu phải cẩn thận nhá. Mời Hương này, ngày mai nhớ sang bản viên tuyên truyền em nhé. Vâng, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền của đoàn xã Triển Khoi xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc hội thi thành công rực rỡ.